Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một siêu biệt thự giá học sinh tại trục đường Nguyễn Văn Quá thuộc phường Đông Hưng Thuận, quận 12 nha chị. Căn nhà mình thì nằm ngay sát bên với trục đường Trường Chinh và khu vực cầu Tham Lương của quận 12. Và trục đường Nguyễn Văn Quá thì song song với trục đường Phan Huy Ích nha. Một căn biệt thự ngang 7,5m, sâu 15m, giá bán chỉ có 8 tỷ 200 triệu đồng, chỉ bằng một căn nhà phố bên Gò Vấp hoặc là bên Tân Bình thôi. Chúng ta có ngay một căn biệt thự, mặc dù là nó là quận 12 nhưng mà nó song song với đường Phan Huy Ích nha. Và trục đường Nguyễn Văn Quá thì cũng rất là sầm uất, rất là phát triển luôn. Ngang tới 7,5m và độ dài là 15m. Toàn bộ nội thất, tủ và cửa là gỗ gò đỏ, gỗ gò đỏ tự nhiên, gỗ Nam Phi. Căn biệt thự nhà mình thì hướng chính là hướng đông, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là đông tứ trạch. Và giá bán chỉ có 8 tỷ 200 triệu, vẫn còn thương lượng nha. Đường trước nhà thì rộng 7m. Và nhà mình thì nằm trong khu biệt thự, khoảng tầm khu biệt thự 5 căn, đã bán hết rồi. Chúng ta chỉ còn lại một căn duy nhất thôi. Đường trước nhà rộng 7m, đường thông. Phía trong này đường rộng lên tới 10m này. Con đường rất đẹp, rất là tuyệt vời. Chúng ta thoải mái chạy xe hơi vào phía trong. Và sát bên với trục đường Nguyễn Văn Quá, cách đường Nguyễn Văn Quá khoảng tầm 100m và cách trục đường chính Trường Chinh, cầu Tham Lương khoảng tầm 300m nha anh chị. Một căn biệt thự giá học sinh tại trục đường Nguyễn Văn Quá thì bây giờ chúng ta kiếm trên thị trường rất là hiếm nha. Nói là quận 12 nhưng mà nó song song với trục đường Phan Huy Ích nha anh chị. Nguyễn Văn Quá song song với trục đường Phan Huy Ích. Bên Phan Huy Ích giờ rất là mắc, Phan Huy Ích phường 15 Tân Bình giờ rất là mắc. Chúng ta mua được một căn nhà hẻm rộng như vậy, 4,14, 9 tỷ hơn rồi. Bên này chỉ có 8 tỷ 2, chúng ta có ngay một căn biệt thự ngang 7,5m, sâu 15m. Sẽ có một lớp cổng sắt CNC phía bên ngoài này. Và bên này thì chúng ta có cửa cuốn nha. Sẽ có hai khoảng cửa cho nhà mình di chuyển. Một bên là chúng ta chạy xe hơi và một bên chúng ta chạy xe máy nha chị. Hai bên cổng thì được ốp đá hoa cương. Đây là khu vực gara đậu ô tô này. Chỗ nơi em đậu xe máy là khu vực gara đậu ô tô. Rất dài, chúng ta thoải mái đậu xe 7 chỗ, xe bán tải ở đây. Và được làm đèn lọ rọi, đèn LED rất đẹp. Cửa nhà mình là cửa gỗ đỏ, có khóa vân tay, khóa đời mới. Kiểu khóa vân tay mật mã, rất là hiện đại. Bên này là khu vực đậu xe máy nha. Thoải mái luôn, khoảng sân thoải mái đậu xe máy, xe hơi. Bên này thì chủ nhà có trang trí tiểu cảnh này. Anh chị nào muốn làm thác nước cũng được, hoặc chúng ta để vậy cũng được. Cửa gò đỏ Nam Phi và tặng lại khóa vân tay này, chống trộm. Phía trong đây là khu vực phòng tiếp khách. Phòng khách thì rất là rộng, được ốp sàn gạch 80 và được ốp một cái khoảng giữa là loại đá nha. Tường thì cũng được ốp gạch lên cao khoảng tầm 1m. Trần thì được sơn nhú vàng, rất đẳng cấp luôn. Tường được sơn nhú vàng và dán một bức tranh. Có đèn chùm thạch cao, kiểu mẫu nhà biệt thự tân cổ điển, rất đẹp, rất là đẳng cấp luôn. Giá bán chỉ có 8 tỷ 200 triệu đồng thôi. Anh chị cô chú nào quan tâm đến siêu biệt thự giá học sinh tại trục đường Nguyễn Văn Quá gần với cầu Tham Lương này, chúng ta hãy alo ngay về tới nhà thật Bắc Hưng nha. Khu vực này thì chúng ta di chuyển về Tân Bình, các quận Tân Bình, quận 10 và quận 5 rất là gần. Chúng ta chỉ cần đi một đoạn là lên đến đường Lý Thường Kiệt của quận 10 rồi. Rất gần với trung tâm nha. Di chuyển lên quận 1 cũng tiện và gần nữa. Khu vực này thì chúng ta đi đường Trường Chinh lên. Trường Chinh bây giờ giải tỏa đường rất là lớn nhưng mà đi không kẹt xe và rất là tiện luôn. Bên này chúng ta để có đầy đủ rèm cửa này. Và cửa bên này cũng được làm cửa khóa mật mã vân tay, gỗ đỏ nha anh chị. Với một cái mức giá bán chỉ có 8 tỷ 200 triệu thôi, chỉ bằng một căn nhà phố nhỏ nhỏ bên Gò Vấp và Tân Bình. Ta có ngay một siêu biệt thự, toàn bộ đồ gỗ đỏ rất là đẳng cấp. Bộ tủ bếp gỗ đỏ cực kỳ lớn này, là được ốp đá trắng sứ và có ngăn đầy tủ lạnh. Trên có đèn chùm, trần thạch cao, sơn nhú vàng, rất là đẳng cấp đại gia. Khu vực cầu thang thì chúng ta được làm là trụ và tay vịn là gỗ đỏ và lan can là sắt CNC. Cầu thang ốp đá kim sa. Bên này có bồn rửa tay và toilet. Biệt thự rất là rộng nha anh chị, ngang 7,5m, gần gấp đôi hai căn nhà phố rồi, dài 15. Và có sân đậu xe hơi, sân đậu xe máy to tướng luôn. Giá bán thì cực kỳ học sinh luôn, rất là ưu đãi, chỉ có 8 tỷ 200 triệu, giá vẫn còn bớt. Số hồng riêng để hoàn công đầy đủ rồi, anh chị mua công chứng trong ngày cũng được. Chúng ta còn chần chừ gì mà không alo ngay về tới bên nhà đất Bắc Hưng.
theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình thì chúng ta sở hữu căn biệt thự phố này nhá. Và cùng em di chuyển lên khúc bên trên. Biệt thự rất đẹp, rất là sang chảnh, giá rẻ học sinh. Cầu thang ốp đá kim sa cực kỳ bền đẹp và đẳng cấp. Một trệt 3 lầu sẽ có 4 phòng ngủ, một phòng thờ và sân thượng để giặt phơi đồ. Cửa gỗ đó này. Chúng ta sẽ được bố trí phòng ngủ rất rộng, rất là thoáng nha anh chị. Phòng nào cũng có toilet riêng, ốp sàn gạch tráng gỗ và tường thì sơn nước. Toilet thì rộng và bồn cầu khối inox, có vòi tắm và vách tắm kính đầy đủ, gạch ốp cao lên hết tường. Cái giá bán này thì rất là hợp lý rồi, ban công đúc 1m2 phía ngoài, cửa nhôm Sifa. Khu gia bình thì là bán hết rồi, chỉ còn mình căn nhà mình chưa bán thôi. Là đi sẵn đường máy lạnh, đường cáp truyền hình wifi đầy đủ này. Ta về lắp và bố trí thêm nội thất thôi. Nhà trống không có nội thất nên là anh chị thoải mái lựa chọn các loại đồ gỗ như gỗ gò đỏ, gỗ xưa, hoặc là chúng ta chọn cẩm lai để trang trí. Đây là khu vực phòng ngủ rộng, rất rộng. Phòng ngủ này rất là rộng, rất là thoáng nha anh chị. Và có toilet riêng. Đấy, rất tuyệt vời rồi. Nhà thì to tướng luôn, giá thì rẻ. Ngang với giá nhà phố bên Gò Vấp, chúng ta có ngay một siêu biệt thự bên quận 12. Dại gì không mua biệt thự ở cho sướng nha anh chị. Trên này có một cái sảnh chờ làm phòng khách này. Chờ này chúng ta có thể bố trí làm phòng karaoke, phòng khách, sinh hoạt chung, thoải mái. Hai phòng ngủ này thì sẽ làm nhỏ đi lại, nhỏ cái phòng bên này lại. Đây. Vẫn có cửa sổ. Và toilet thì toilet riêng. Đấy, rất đẹp rồi, giá học sinh ưu đãi rất là tuyệt vời. Rất là rẻ, 8 tỷ 200 triệu. Khu vực này thì trục đường Nguyễn Văn Quá này cũng rất là sầm uất, gần với Tân Bình, di chuyển thuận tiện, rất là tuyệt vời luôn. Anh chị nào đang xem video hãy nhớ ủng hộ em một lượt đăng ký kênh, bấm chuông ngay và luôn để theo dõi cập nhật những căn nhà giá rẻ tại các quận Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Đây sẽ là khu vực phòng thờ. Đấy, làm rất là chắc chắn, rất là kiên cố nha anh chị. Và phía ngoài này sẽ là khu vực sân thượng giặt phơi đồ, rất rộng lớn, thoải mái cho chúng ta giặt đồ. Đây, rất là to nha, rất thoáng. Trên thì có bình nước nóng rồi. Và video của em Hưng đến đây là kết thúc rồi. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở những video tiếp theo. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.